Tại sao Tết cứ phải có mứt dừa? Dừa bao như là một bánh kẹo đồ ăn ngon, tiện, mua cái được ngay. Mà sao đến mấy ngày Tết, không có khay mứt dừa để nhâm nhi, mình cứ thấy thiếu thiếu. Để tìm ngọn ngành sâu xa ra thì mỗi người lại một lý do. Nên thôi, tốt nhất mình chả nên suy ra đến cùng. Để thời gian đó cùng thơm bùi, làm ngay một miếng mứt dừa non vừa ngon vừa dễ ngay nhé. Để làm mứt dừa non, chị em chỉ cần chuẩn bị đúng mấy nguyên liệu như sau. Dừa non, đường trắng, sữa đặc và chút muối thôi. Đơn giản quá phải không nào? Nguyên liệu chính là dừa non thì giờ mình mua cũng khá là dễ, hầu như chợ nào cũng có. Mình cứ nhờ người bán hàng chọn giúp dừa non về để làm mứt là họ sẽ lựa cho. Mứt dừa non sẽ có độ mềm dẻo, giữ được vị sữa dừa ngọt thơm nhẹ nhẹ, chứ không bị khô, xác như khi mình làm bằng dừa già. Về mình bỏ hết phần vỏ lụa nâu vẫn còn dính trên cùi, cả những phần bị thâm đen, chỉ để lại phần cùi trắng tinh, mang đi rửa thật sạch. Sau đó mình sẽ cắt cùi dừa thành những thanh vừa ăn như vậy nhé. Cọng dừa mình uốn cong được như thế này mà không gãy là dừa ngon, không quá non hay quá già. Bí kíp để làm cho mứt dừa non của mình có màu trắng tinh, trong trẻo đẹp mắt chính là ở bước khử dầu dừa. Mình đổ nước vừa đun sôi, ngập vào thau có phần cùi dừa đã sơ chế, đảo sơ để phần cùi dừa được trần tới, sẽ thôi ra hết những phần dầu dừa còn dư thừa, để khi mình xên mứt, phần cùi dừa không bị úa màu, ngà vàng. Ngâm cùi dừa trong nước nóng như vậy từ 2 đến 3 phút, rồi mình vớt cùi dừa ra, tiếp tục mang đi rửa sạch lại nhé. Rửa cho tới khi phần nước rửa trong suốt, không còn bị vần đục trắng nữa là cùi dừa đã được khử hết dầu rồi đấy. Làm kỹ bước này sẽ giúp thành phẩm mứt dừa của mình lên màu trắng đẹp, không hôi mùi dầu và bảo quản được tốt hơn nhé. Cùi dừa rửa sạch, để ráo, rồi mình mang đi ướp với khoảng 300 đến 350g đường trong công thức. Chút muối sẽ giúp cho phần mứt của mình có độ đằm, hương vị được tròn trịa hơn. Trộn đều dừa với đường vào muối rồi mình bọc lại, ướp trong vòng từ 5 đến 6 tiếng. Lưu ý, không nên ướp lâu quá 12 tiếng, dầu dừa tiết ra sẽ khiến cho mứt có màu ngà úa. Sau thời gian ướp, đường tan hết, các sợi dừa ngấu đường chuyển trong như vậy là mình có thể mang dừa đi xên được rồi nhé. Xên dừa lần 1. Cho dừa ướp đường vào một cái chảo dày và sâu lòng, đun cho đến khi sôi thì mình hạ nhỏ lửa. Đun thêm 2 đến 3 phút rồi vớt cùi dừa ra, chỉ rim tiếp phần nước đường thôi. Cách này sẽ giúp cho phần cùi dừa giữ được độ dẻo và không bị xác sau quá trình xên. Phần nước đường còn lại trong chảo tiếp tục đun ở lửa nhỏ cho đến khi hơi sánh lại, nước đường có thể chảy thành dòng là mình sẽ cho phần cùi dừa vào xên tiếp. Lúc này mình sẽ cần đảo dừa nhanh tay trên lửa rất nhỏ cho đến khi trên thành chảo bắt đầu xuất hiện lớp đường trắng mỏng kết tinh lại thì tắt bếp đi nha. Sức nóng từ chảo tiếp tục tỏa ra sẽ giúp đường khô lại, bám trên dừa mà không lo bị cháy. Ở lần xên thứ nhất này, mình sẽ cho luôn phần sữa đặc trong công thức vào để mứt dừa có thêm độ ngậy thơm. Nếu là mứt có màu thì có thể cho thêm nguyên liệu tạo màu như nước cốt lá nếp, nước cốt đậu biếc hay cà rốt vào bước này nhé. Sau khi xên xong lần 1 thì dừa cũng khá là khô ráo rồi. Nhưng mà dừa non thì dễ chảy nước nên mình để mứt nghỉ từ 1 đến 2 tiếng rồi tiếp tục xên lần 2 cho khô hoàn toàn. Ở lần xên thứ 2, mình sẽ cho nốt đường trong công thức và khoảng 100 đến 150ml nước lọc vào chảo và tan, đun sôi keo keo lại tương tự như ở lần 1 rồi cho phần mứt dừa đã nghỉ vào sau tiếp. Lần xên thứ 2 này sẽ giúp mứt dừa được khô hoàn toàn, không lo chảy nước nữa rồi. Còn cẩn thận hơn nữa thì chị em có thể đem mứt đi phơi nắng già hoặc sấy thêm xíu nữa trong lò sấy là được nha. Chỉ từ những nguyên liệu đơn giản mà giờ mình đã có được thành phẩm mứt dừa non trắng tinh, khô ráo, phía ngoài phủ một lớp đường mịn màng nhẹ nhàng, còn bên trong vẫn có độ mềm dẻo, thơm hương sữa dừa. Nếu đã làm quen tay thì chị em có thể giảm bớt tổng lượng đường trong cả công thức từ 500g xuống tối thiểu 300 đến 350g đường để phần bột đường sau khi xên xong không bị thừa nhiều, tránh lãng phí nhé. Công thức mứt dừa non của Thơm Bùi là căn bản nhất, dễ làm nhất rồi mà thành phẩm vẫn rất là ưng, mọi người có thể làm nhà ăn hay kinh doanh đều được nha. Chúc mọi người làm món mứt dừa thật ngon và đón Tết thật vui. Đừng quên thả tim và theo dõi kênh của Thơm Bùi dạy nấu ăn để nhận thêm thật nhiều video hướng dẫn nấu ăn miễn phí hơn nhé. Bye bye.